Ngày 26 tháng 1, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại thành phố Gia Nghĩa. Đến thăm, chúc Tết thương binh Nguyễn Bo ở tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc gia đình đón năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các gia đình thương binh, chính sách có công là việc làm thường xuyên của các cấp, ngành nhất là vào dịp lễ, Tết. Qua đó, hoạt động này góp phần phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thăm và chúc Tết các gia đình ông Lò Văn bản và bà Hờ Po là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn ở Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân. Đồng chí Ngô Thanh Danh chia sẻ và động viên các gia đình cố gắng vượt qua hoàn cảnh, đón xuân mới hạnh phúc, đầm ấm. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống bên cạnh hỗ trợ từ các cấp ngành các gia đình cũng cần tự nỗ lực vượt khó vươn lên